vẽ tới diện đều ra. A, B, C, D. Rồi, M là trung điểm B, C. Cos góc xen giữa A, B với D, M. Rồi, giờ tính thôi. Nghe nghe. A, B với D, M với sẽ phải chèn à. Chèn A vô. Chèn A vô mấy em ơi. Cos góc xen giữa AB và DM nó sẽ là vector AB nhân vector DM chia độ dài AB chia độ nhân độ dài DM. Rồi bây giờ AB là một rồi nha. Không, bây giờ mình tính cái hiển nhiên là thằng AB là một rồi, còn thằng DM là căn 3 chia 2 rồi. Các em muốn hỏi gì không? Hai này là mình đã biết rồi đó. Mình không còn quan tâm nữa. AB là tam giác đều, tứ diện đều mà. DM là đường cao trong tam giác đều căn 3 chia 2. Như vậy vấn đề cuối cùng là mình tính tích vô hướng này thôi là xong. Vậy bây giờ mình sẽ chèn vô. Vector AB vẫn nguyên đi. Vector DM là mình sẽ chèn điểm A vô là vector DA nhân vector AM. Nó sẽ ra được là vector AB nhân vector DA cộng vector AB nhân vector AM. Rồi thế vô. Vector AB nhân vector DA. Ê. Cos 120 nha. Là AB nhân DA, tại vì cái này cái đầu cái đuôi phải đảo lại. Nhân cos 120 đừng bị lộn nha. AB với DA. AB AM. AB AM là độ dài AB nhân độ dài AM. Góc này là bao nhiêu trời? 30 à. 30 mấy em. Nhân cos 30 rồi thế vô. AB là 1, DA là 1, cos 120 là nhiêu? Trừ 1 phần 2. AB là 1, AM là căn 3 chia 2, cos 30 là căn 3 chia 2 tiếp. Vậy cuối cùng này ra 3 phần 4 trừ 1 phần 2. 3 phần 4 trừ 1 phần 2 nhiêu trời? 2, 4, vậy là 1 phần 4 à? 1 phần 4 à? 1 phần 4. Vậy suy ra cái cos nha. Cos là 1 phần 4 chia lại cho căn 3 chia 2. Vậy là nhiêu? 2 phần 4 căn 3 là bằng 1 phần 2 căn 3. Vậy là bằng mấy? Căn 3 chia 6. Ok. Câu hay đó nha. Câu này nhìn nó dễ nhưng mà rất là dễ dễ bị lầm ngay chỗ cái góc này nè, là đai liền đấy. Có ai đóng góp còn cách khác không ta? Theo thầy cách này mau rồi. À còn cách nữa. Đó là từ M tạo quan hệ song song với AB. Cái này đặt N thì tìm cái góc N NMB mau hơn mấy em. Thiệt, ví dụ em tìm cái hướng này mau hơn. MN là 1 phần 2. MD là căn 3 chia 2. ND là căn 3 chia 2. Em tính cos phi mau hơn, sẽ đến lấy cos. Là căn 3 chia 2 tất cả bình cộng căn 3 chia 2 tất cả bình trừ 1. Ủa, đây 1 phần 2 chứ. Ủa, lộn, 1 phần 2. 1 phần 2 để lấy cos mấy em. Trừ cho căn 3 chia 2 tất cả bình chia cho 2 nhân 1 phần 2 nhân căn 3 chia 2. Bấm thử coi nó khớp với cái này không. Cái này tức là cái này giải cổ điển lớp 11 thì là dễ hơn, còn giải vector lại khó hơn à. Hiển nhiên theo lý luận là căn 3 chia 6 mới đúng nha.
phải không? Bấm thử này. Tức là ý thầy nói là bài này giải theo lớp 11 thì mau hơn lớp 12 á. Giải lớp 1 mau hơn mấy. Như vậy có thể là khi tốt nghiệp người ta sẽ hỏi câu này. Nhưng em muốn làm cách nào là quyền của em. Em có thể làm lớp 11 và cũng có thể làm lớp 12. Đó là tư duy mở. Muốn làm cách nào làm. Màu đen là cái lớp 11. Tạo quan hệ song song.